Rồi, em xin chào nhà nha. Con này là dòng thao lạnh, nấm củ chai nè. Nấm củ chai đáy sấy nha. Này, trong nước 200 m có hình con cá kiếm. Con này bản nội địa nha, bản thép luôn. Anh em mà hay làm việc môi trường nước này nó nên chốt máy này ha. Nó chức cái thông số chống nước rất cao này, xay rất nhẹ luôn. Này xay được ha. Lịch gốc 3 giờ kính còn đẹp luôn, không sức mẻ dạng báo vết lông mèo nha, kính đẹp. Này cũng đẹp. Dán mấy con này như mấy con roulette nha. Nó thiết kế như mấy con roulette. Dây khóa bản thép, dây còn dài lắm. Khóa này nó phải gài này vô nha, khóa này phải gài này vô nó khóa rất chắc luôn ha. Lên tay nè. Mặt đen bao công như có dạ quang, test thử coi. Con này dạ quang kim nha, kim với cọc số sơ sơ ha. Bản thép lên tay quẩy. Chắc lắm. Hàng si gì là quá đạt nha. Nên mua hàng xây nhìn cái chắc mới nó còn cao, nhìn nó đẹp. Xe ngang con này là 38.5 này, chuẩn 39 đó nha. Nó là 39 thấy thằng Tài. À, cái rìa luôn 41 mấy lần. Đo, rồi càng 45 ha. Mỏng 10 ly. Rồi 750k mã B78 nha. Dòng thao lặng 200 m ha. 750 B78. Anh em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản ở bên em bao ship ha. Chào nhà nha.